Hey, chào các bạn, hôm nay chúng ta đến thăm cái vườn rau mồng tơi mà hôm nọ đưa lên TV đấy. À đưa lên, thằng ấy quay cái này cho cái ấy ra ngoài, cho cái nhãn ra ngoài. Rồi, cái dàn rau này là phụ huynh họ làm. Đấy, họ tự là, đấy, dàn rau xịt đâu. Nhà trường biết trồng nhá, đấy là hướng dẫn ủ phân hữu cơ. Rồi đấy, vườn rau rất là ok rồi. Bắt đầu là đến mai là họ sẽ thu hoạch nhá. Ủa, chưa đổ phân vào. Lựa chọn là trồng 100% mùng tơi. Đây là họ nhổ ra và dâm cành ra một vị trí này. Để những cái cây dâm ấy là rất là kém phát triển, cây gieo từ hạt mới là phát triển mạnh, đúng không? Để gọi cái cậu phụ trách.